Ấn của Quỳnh. Hai cái thì áo này của đứa nào đây? Áo của Quỳnh anh. Cả hai cái của Quỳnh. Dạ, áo em trong phòng này em mang cho anh xem. Bé mua áo cặp mà. À, nha. Đấy, mọi người qua đây cho em xem hiệu 5 triệu anh đấy có. Nhưng mà thế nào mà ta định trả thành con mi tiêu hoàn hảo nào nhỉ? Anh ơi, áo mặc có vừa không? Vừa vừa nhưng mà không thấy gói mì tôm nào hảo nào. Hào hào, anh Đi không đúng như biết. là các thứ xong xuôi hết rồi thì không thấy mì tôm đâu. Ủa, Hà Thành mang sang cho anh đặt đi. Để anh ạ, à, để mang qua cho. Em Anh ngồi đi lại đâu Hà muộn thì Thành. mất nước đi đi. Ờ đi, ấy đi. Dạ. Tâm anh ngồi lại cho. Không mang đi luôn. Không, không phải Thôi mang đi đi. luôn. Tự Hai nhiên thằng đi tao luôn, định. cầm cả lai đi luôn. Này, Dạ. em bảo này, áo Sang mặc đây có anh có vừa món không? ngon lắm đi lên. Áo mặc có vừa không anh? Vừa. Anh ơi, Sang đây tao có món có ngon lắm Tuấn ơi. anh ăn hảo hảo hay là ba miền? Hảo Tóc hảo này. hảo nhanh lên có món ngon cực, Thôi. nhanh đi đã đun đây rồi sôi rồi Dạ. mang mì Thế làm em đi ăn về nhanh nhá. lên đi Dạ. nhanh lên Rồi em đi về đấy. cứ thế mà để hôm nay mà đi thì còn em đi về đi em về đây nhanh lên không nguội mất Đi, nước vân này thế luôn đang đi, trêu đi, tôi như đi, đi. thế tao đi đâu Đi, mày đi với lại tao chứ chứ. tao đẹp trai này anh đặt này ganh tị Đi. tao xin mày. Ông nói chung là nhà thì ai cũng đẹp trai hết trừ anh Đạt thôi. Đúng không? Ngồi đây. Anh chơi. Đi nhờ thầy đi chơi. Đi đi chung đi vui. Anh chơi. Anh Đi mua đi cho bọn cả mình. đi. Đi mà. Sợ lắm. Đi Không đi. mà, nghỉ đừng đi. Anh. Để lẽ phát à. Cầm cầm để lẽ phát. Để lấy câu khác à. Dù cánh xa đến muôn trùng phương. Bây giờ mình mà đi nữa có mà đúng ngang bịt. Tao đi nữa có mà ngang bịt. Mỏng. Đi, Lạnh lắm. đi. Ơ, thẻ, thẻ nhà. Nói thích nghe như xưa. Nói là nghe thích mẹ nhà. Sao em phá mì tôm omachi à. Ba miền omachi anh ơi ăn mì omachi này ngon hơn này anh ơi không anh thích ăn hảo hảo không thì để em xin dược. Em thích anh như xưa. Đấy, áo này là áo đẹp, áo đẹp. Anh thích em như xưa. Nói năng rất nhẹ nhàng, dẫu em sống phù phàng mà vẫn đẹp tươi. Đấy, bây giờ em phải uống cả uống phải cả uống cả dinh dưỡng để cho nó béo với mọi người. Vậy uống sữa không? Uống sữa không? Uống sữa nhá, chồng pha sữa nhá. Nhá. Đây. Nói năng rất nhẹ nhàng dẫu em sống phù phàng mà vẫn đẹp tự nhiên đẹp trao đấy Vừa ăn à? Vừa ăn à? em thích em đưa xưa Đấy, gà gà đấy, chim gà. Ôi chim gà này anh chứ. Để đợi một tí, thành cô mì tôm. Vừa ăn à, để đấy. Vừa ăn à, vừa ăn mì tôm à. Đây đi, trong ấy nước nóng đấy, có nước nóng đây, nước nóng đi không? Nước nóng đi không? anh ơi anh ăn mì gói mì hộp anh ơi anh ăn mì gói rồi ôi nhà kèo thì cố gắng ăn mì gói xem ạ hai bốn sáu em mua một đống không phải là em mua đâu mà đây là chị em bắt uống mười Thủy Thủy thì bắt em ok phải uống lấy mười gói cố gắng thảo mộc này
Chị Thủy cho bác em uống đây này. Vừa ăn dinh dưỡng ở đây này. Ăn liên tục. Bà ấy bác sẽ ăn. Hả? Vậy á? À, lạnh à? Đi đâu mà để chạy ra đấy mà kêu lạnh? Đi đâu đấy? Đi dép à? Có quầy gói rồi. Tôi đang nhiên tắt comment đấy. Sao đấy? Sao đoạn nhiên để tắt comment đấy? Tôi đang nhiên tắt comment rồi. Anh ăn xúc xích không? Có nhiều. Dạ. Đây này. Anh chồng nhá, chồng vô vợ nhá ơi. Này. Anh ơi. Ơi. Anh ăn xúc xích không? Đây đây chồng pha cho đây đây. Nhá. Cả lên gọi pizza comment. Ha ha, pizza comment. Bên nhà đó, bên nhà ta có xúc xích của mọi người. Trong không có mì tôm à? Hả? Phở có và ly. Không, mì tôm chồng không thích. Em biết mà mọi người. Em biết mà. Nhưng bên nhà có rồi, bên nhà có tủ lạnh. Trong chưa có comment đi mọi người. Không, vợ comment. Đấy rồi. Mọi người thích. Đấy. Ui ôi, còn một chiếc xe cuối cùng à. Chào bạn đấy. Một chiếc xe cuối cùng. Còn một chiếc xe cuối cùng. Ui ôi, lướt đít. Mọi người biết là chiếc cốc đặt villa này chỉ có Vi được uống thôi đấy. Cha 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 cha. No comment, itu señorita. Chào mọi người, chào mọi người, chào mọi người. No comment, itu señorita. Aloha. Chào mọi người. No comment, itu señorita. Aloha. Mình lấy cái đá. Ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của MBI. Khi bạn muốn trả xe, vui lòng trả xe đổ đúng chỗ quy định. Có đặc biệt không phải là được kẻ sơn vàng trên mặt đường. Mở ứng dụng MBI và dịch vụ chạy để trả xe đúng trong ô màu vàng. Vi phạm do trả xe sai điểm đổ có thể lên đến 300 đồng cho một lần vi phạm. U mưa. Mưa phùn. Hà Nội mưa phùn. Anh nhớ xưa nói rằng nghe nhàng sau em quá mà vẫn không có chỗ ghim. Ủa rồi xem nữa thì lao vào ô tô. Dạ vâng chị ơi.
Gaga lại cứu anh không ăn được, anh sắp ăn cái khẩu mi nào, em đẹp trai không mọi người? Mọi người ơi, hiệu ứng âm thanh, em đẹp trai không mọi người? Đẹp trai không? Đấy, mọi người thấy đẹp kìa. Ôi, cái xe này nó đi chậm thật đấy. Tuấn Anh nó đi à? Dạ không anh, Tuấn Anh đang bận ạ. Rồi, xong phim. Trời mưa. Mày giống thằng xong. Mở mắt ngậm miệng chứ sao mở miệng nhắm mắt. Có con gà nữa. Ủa, mắt mở mà. Kim cái gì đâu? Mà vấn đề nhiên không? Bạn đi chỗ công ty. Bạn đi. Đấy để đi anh sang đi luôn. Bạn anh sang đi đây chưa? Cái nút nào đây? Không đun cái kia kìa, cho thêm cái nước vào đun làm đấy. Ôi quên mười. Thôi cho thêm mít nữa. Mít mười kìa mọi người ơi. Đủ hai bát là được. Thôi được rồi, thế thôi. Mà vẫn đẹp. Go go go. Go go go. Đây, đây mà. Bát rồi về nhé. Ăn chưa? À, hot à? Đỡ tí nữa em đỡ phải gọi là ăn khuya. Ngọt à? Đang ngọt quá. Cho nhiều sữa ngon. Lời thiên tha, trao cho nhau những lời thiên tha. Bốn phương trời đã về đây chung vui. Cậu đi đến chưa đâu gì? Em sắp đến rồi. Cái xe này chạy 30 km trên 1 giờ anh ạ. Hey. Thank you Rindu. Terima kasih Rindu. Rindu mà. Mi hào hào tới đây. Mi hào hào tới đây. Mở tới sau biển 2. Sao biển 7 đây, đây? Đi quá em, đi quá em, đi quá. Mất em cận, mất em cận. Đấy, nhiều khi nhà nó còn không nhớ này hả? Mất cận, mất cận, mất cận, mất cận, mất cận. Nhà không nhớ anh em ạ. Em mi hào hào tới đây. Kêu đùa tao đấy không?
Xe măng à? Không. Xe đạp điện. Tắt tiếng đi. À, phạt 5 triệu. Ai đi đâu nhà cho mày trả phạt 5 triệu. Ui, cái gì mìn đồ. Thử chưa? Mìn đồ. Chưa xôi. Ăn không? Mì Indo này hết rồi. Ăn bóc mà ra bát. Thế đi. Có cái chân gà đây. Em giảm cân. Toàn mày ở đâu? Giảm lắm. Đó. Tuấn. Tuấn ừ. Tuấn ở nhà. Trong không ăn à? Có đấy. Gương mục. Gương mục là chỉ vì yêu phải giảm cân đúng không? Chỉ vì. Ừ. Gương mục. Gương gì không? Gương mục là giảm cân. Mõm. Vợ là mõm. Đấy, chắc rồi đây. Thôi, nước này thôi. Ừ, nhỏ ấy. Nó như thế rồi. Múc múc các cái này ra đây. Ui giời. Ui. Cái gì vậy anh? Cà. Cà ga. Thầy biết món này. To thế. Thầy biết món này bao tiền một đạn? To vậy. Nó là đẳng cấp. Bóc mì ra bát đi. Ăn không? Không, sợ. Ăn nước không nè. Đấy cho Quỳnh Tiến vừa ăn xong. Thế đấy cho Quỳnh. Quỳnh ăn quả cà như nào? Không ấy? Ăn cà gà. Không. Mày ăn không? Không. Vớt nốt ra đây. Cà tao nhường chúng mày, nhưng mày lại không ăn. Ê, con này. Con này không biết thưởng thức rồi. Ăn như nào anh? Vị như nào anh? Nó như kiểu nhăm 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 đi. Vị đúng không? Cà. À, cà. Cà gà. Chicken. Ớt nhỉ, cái ớt nhỉ. Đấy. Ở đâu? Trong cái cạnh tủ mà. Ngon. Mày ngon. Thì nó là nhã mà. Không, cứ ớt con mà. Hết tuổi sao em, hôm nay em cắt ớt còn mấy quả mà. À, đây. Đấy, vừa đêm qua còn gì. Cắt vào đây. Ăn gì bổ đấy. Ăn gì bổ đấy. Ngon ăn quá đấy. Ăn gì bổ nhá. Không. Thả tay người lên. Ăn bổ gì ạ? Bớt hết ra đây. Nó người nào ăn thì đưa đây. Để tao ăn. Tao ăn và kiếm thằng con trai đây. Tới nha. Baby boy. Mà thằng Hà Thành nó bị mờ mờ nhăn nhăn nhỏ nhỏ nhỉ. Mờ mà. Đem nữa đấy. Chúc cả nhà mời cả nhà ăn cơm nhá. Bismillahirrahmanirrahim. Hôm nay cả mắt cam của anh nó vừa. Cả mắt cam của anh nó vừa đen nó vừa tố lên này. Đi. Em bảo là cái cam của anh hôm nay nó vừa đen nó vừa tố ấy. Không phải đâu, do update phần mềm lên á. Thế phần mềm nó vẫn bị mờ đúng không? Yếu ép lên là bị mờ. Mày cập nhật lại TikTok đi, của anh này cập nhật tan hết. Update lên là bị mờ. Cà gà nó là khoai lang gà. Hiểu không? Không ngon đúng không? Không ngon. Không ngon một cái bọn. Mày bảo người Indo người ta chưa ăn bao giờ thì còn bảo là. À bảo con gái cơ. Indo đầy chị con trai đầy sợ người sợ ăn. Sợ. Sợ gì? Sợ. Sợ để hết đấy. Để đấy để anh xử lý. Hiểu không? Mì Indo này em phun. Ừ? Phun mì Indo. Ở nhà có một thùng to không? Cháu ơi. Bổ ra đĩa đi. Cháu. Ừ, ăn đi. Này, anh ăn hết anh. Anh ăn tốt nè. Bớt rồi. Cà gà đắt lắm. Tưởng là. Mình vừa ăn là mình vừa đi nặn bụng xong hôm nay ăn mì tôm đều thật bịp này hết rồi, khiếp trao trao nước à.
Không con, con có một miếng. Đấy, bổ dưa này mình sẽ bổ. Cảm ơn mẹ Bom nha. Bổ ra. Cứ bổ dọc này. Bổ như nào cũng được. Anh bổ vào cái này thì mình bổ đôi ra. Ê, tao giả bổ tao hỏi tầm thế bổ đi. Làm thằng tao giả bổ tao hỏi thế thì mày baby boy. Chứ bây giờ tao biết bổ thì mày đã bổ tao đúng không? Tao bảo là bổ như thế nào nhỉ đấy, mày cho mày bổ. Thay vì anh thì anh cũng nói em bổ luôn mà. Cho là đỡ quê đúng không? Ăn đi. Ngon. Mọi người nhìn nào. Mọi người nhìn những quả cà phải như này nè. Nè. Quả cà chất lượng luôn. To. Xem gà chồng. Gà là có quả cà to như vậy nhỉ? Xem chồng à. Xem chồng à? Ừ. Sao mà biết? Sao vừa biết? Tao nhìn được cả. Ôi, mới tôm này. Ê, quả có xoài không ta? Trong kia kìa, mới mua này. Không xoài mà cây ấy. Không biết. Chưa. Xoài ngày cây nó bằng ngón tay ăn là được. Sao mà ăn ngon anh, xoài này thơm mà. Xoài ăn ngon. Điên à, xoài này ăn ngon. Ngon lắm. Không, xoài ngày cây ăn nó chua, nó chát, nó ngon hơn. Thế ra vậy. Xoài ăn ngọt lắm. Đừng bớt xoài này, cây nhà ta nha, đi sang khu khác. Đi sang khu khác bớt đi. Đây cho con cho lớn. Cho con lớn thì ăn, chưa kịp lớn đã ăn rồi. Ăn đi, ngon mà. Ăn đi, ăn hết đi. Cay đúng không? Không cay. Em sẽ ăn được quả xoài cho mọi người xem này. Làm gì đấy? Bứt xoài. Chưa hả? Xoài một chút này thành không tha hiểu không? Thằng này trẻ không tha già không thương. Cay. Oh, hái được. Ơ cái gói muối hào hào vừa đấy, ở đâu nhỉ? Đây ạ. Gấp đây. Rất bố rồi. Cái muối hào hào mưa. Mưa mưa. Đây. Thì thôi, 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 thôi. Cái xoài này ăn ngon rồi. Xoài là bé chưa kịp lớn đã ăn rồi. Cảm ơn cả Phi Phi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn Hà Đơn nhé. Cảm ơn mẹ Lula. Khi nào một buổi thì Úc hả? Mẹ ai vào Úc vẫn lắp chuyện. Tao có khi anh mày hai anh em cày nên cái chuỗi 99 cộng. Không ngon. Cho anh một chút. Ngon, chị ăn chịu ngon. Không. Ngon. Không xem lên Thái Lan này. Xem gì anh? Thái Lan là không giống. Không giống Thái Lan. Chị Vy, ngon. Nè. Chắc xin chứ. Dạ yeah. Chắc xin chứ. Tao biết ngay mà. Cái gì anh? Chắc xin xin chứ. Chắc xin xin là cái gì anh? Ngon chát ấy à. Không, xin chát, ngon lắm. Ngon chua, ngon lắm. Cái xoài kia nó ngọt, xoài mình lại kia nó ngọt. Thank you Coco. Omo. Ừ. Anh cũng không có một chút nào chẳng. Hôm nay cũng shopping.
sẽ tính vào trong được lên to. Muối này dễ sặc đấy. Thêm thêm ăn nha bố mẹ. Đâu? Ờ, thế mọi người có mọi người bảo à? 25 triệu. Không phải 5 triệu gì. Thế là Quỳnh 5 triệu à? Không, nay đưa phải của anh đâu. Quỳnh, mày mang mày vứt là thùng rác rồi. Nó của Quỳnh đấy. Vứt... Không phải của ai, cần phải vứt đi. Anh sao? Anh để cho mày 5 triệu á. Áo của anh tấn cục sức. Tấn có một cái. Bất kỳ thằng nào thì tấn cục xúc luôn. 10 triệu, 10 triệu. Đúng. 20 triệu. 20 triệu. Bánh xoài. Đừng cãi. Chị thả mang sang mình bao gạo. 5 ký. Thế nào có nửa, có 1 ký. 5 ký. Lo quá. Vẫn còn 2 quả nữa. Phải bụp nốt. Mì tôm có thể bỏ chứ cà gà thì không bỏ được. Phải bụp nốt. Group không có comment group. Nói chị em bị nhòe. Để tìm nữa em update lại xong rồi. Còn một quả cuối cùng. Ngon. Không. Ngon. Ngon, quả này to, này tao có mỗi một quả. Hả? Ăn đi. Ngon. Thế đưa tao thử cho nào. Đưa một quả đây, quả to to ấy. Mày cho tao quả bé nhất, ăn để chắc đây, tí cả. Đây, nhìn đi. Nhìn. Ngon. Ngon. Không quá là phù nhé. Ngon. Ngon. Đây chúng thế nào? Ngon không? Không ngon. Chua à? Ngon. Chua thế nào? Chua, để đây. Ngon mà. Ngon. Chát quá. Vẫn thấy chát. Mà ngon sợi kia. Gì? Nấu cơm không biết còn nhờ chị Vi cắm nước à? Trời ơi. Okay. Trời ơi. Ok. Tí nữa. Đúng rồi. Đấy. Cái đồ nó to quá. Này tao hỏi thật nhá. Mày định trả nồi cơm tao vậy? Anh ơi. Cảm ơn mọi người. Nó mượn nồi cơm em hơn 1 tháng rồi nó không trả anh. Nó trả gì? Dạ. Anh mua nồi mới thì mượn nó mất cất là con. Rồi lại con trả. Nên là vì sao thì nào mượn tao không cho mượn. Thế bởi vì chúng mày mượn toàn mất. Chả mà sao mượn mà còn quay trở lại. Anh thì khác, anh thì anh cho mượn thì tất nhiên là phải mất rồi. Ồ, thế thì mày cho nó mượn thì nó là em mày thì nó mượn thì cũng mất thôi. Đúng không? Em chào anh. Thế bây giờ mày tao là anh mày, mày mượn thì mất. Chúng mày mượn là mất. Thế bên nó em mày thì nó mượn thì chả còn cái nịt. Ở đâu ra? Bạn mượn, em mượn ngày đấy mai em còn... trả. Em mượn nó một bữa cơm ngày chúng mai. Chúng mày còn bảo là em mượn tí em giả cơ. Để tí bọn mày không biết bao giờ. Ăn chưa? À vợ uống chưa? Uống đi. Hết chưa? Không hết à? Hết đi. Cơm không? Hả? Giờ nấu cơm mày. Thế giờ nấu cơm. Tối nay. Hết đi hút đi. Uống hút, uống đi. Hả tính à. Nó xoài ăn mình ăn xoài nó chua nó ngon hơn là xoài mình ăn ngọt. Ôi, bắt này. Bắt này cái nào rồi? Cái này. À, đồ hôm qua đi vứt đi. Phương để cho anh công lúc nào. Cái gì chồng? Bốn nước. Hả? Ngô bắp luộc, bắp ngô, ngô luộc. Hôm qua. Hôm qua không ăn.
Phùng Su, hôm qua mẹ Phi mua xoài đúng không? Ừ, nè, thực ra xoài. Tại sao trong không mưa? No quá chị ạ. No. Hôm nay có xe chưa có tiền. Leo 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 leo. Không có mấy người. Em về anh nhận anh. Bye bye, thằng ta nha. Về em không xuống. Ui à. Hôm nay hơi nhiều chất. Hôm nay ăn chim này, ăn bò Mỹ này. Ăn lướt à? Hả? Ăn gạch tôm này. Ăn lướt à? Ăn nổ gạch tôm, làm gì có lợn, vớ vẩn. Ăn nổ gạch tôm này. Ăn ăn phu. Ăn cua. Phu. Phở. Phu. Phu là cái gì? Phở à? Phu là phở bò. Không. Pha Lê đi nói cái gì nhỉ? Phu phở bò. Ừ. Phu là phở bò lại còn không. Ăn đít. Hả? Ăn đít. Ăn đít là ăn gì? Đít to. Đít to. Đít to mới sợ. Đây là một cốc yến trưng. Toàn cà gà. Trong này còn ăn thêm cả uống thêm một cốc dinh dưỡng nữa. Ui. Bây giờ này có cả cúm 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 thảo mộc nữa thì chắc là chết mất. Chắc là ai hút. Em thấy bắt đầu các cổ chân em bắt đầu đau rồi đấy. Có khi hút. Nhiều chất. Ủa sao lại không nghe điều gì ạ? Ngày mai em về quê rồi. Em cảm ơn chị ba trái tim màu xanh. Em cảm ơn chị. Ngày mai. Ủa sao lại không nghe tiếng gì nhỉ? Mai em về quê. Anh Đạt ơi. Ơi. Ủa. Cái gì? Họ mất tan đi. Nò quá. Anh ơi. Ơi. Ủa sao không nghe tiếng anh Đạt nói gì nhỉ? Cái xe trong. Bị gì rồi? Trong ơi. Em nghe được. Mày thoát à? Không. Bị gì mày thoát ra đi. Ok rồi. Anh Đạt nói gì? Bị gì mày thoát ra đi. Không nghe, không nghe gì hết. Bị gì thì mày thoát ra đi. Anh bảo gì đấy? Mọi người. Anh bảo anh thoát ra. Anh Đạt kêu về. Em bị ép ăn mọi người ạ. Hết trận này. Không ăn là... Rồi hết thời gian đang nuôi chuột. Gửi sầu riêng. Cay thật. Anh ơi em thoát về nhá. Em không nghe được gì hết. Dạ dạ. Bye bye. Bye bye nhá. Bye bye mọi người nhá.